là phụ nữ hãy dịu dàng như nước. Có người cho rằng phụ nữ ngoan hiền, nhạt như nước ốc. Lại có người nói vợ đanh đá giống như mâm cơm có thêm bát mắm ớt. Như vậy mới tạo nên hương vị đậm đà. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Cùng với sự phát triển của xã hội và tư tưởng nam nữ bình quyền, người phụ nữ ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong xã hội. Tuy nhiên cũng vì lẽ đó mà phụ nữ trong xã hội hiện đại dần dần nhạt đi nét ôn nhu vốn có thuở xưa. Rất nhiều người đàn ông hiện đại có quan niệm rằng thời đại ngày nay mà cứ đòi hỏi vợ phải công dung ngôn hạnh, phải tam tòng tứ đức như ngày xưa thì chỉ còn cách đưa vào tủ kính để ngắm nhìn. Những người vợ chanh chua một tí, cay cay một tí, gai góc một tí, mạnh mẽ một tí mới có sức cuốn hút, mới có khả năng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên các đức ông chồng đã bao giờ tự hỏi vì sao trong xã hội hiện đại vợ chồng lại lục đục ly hôn nhiều hơn xưa? Vì sao mẫu phụ nữ chanh chua một tí, cay cay một tí mà các anh ao ước ấy lại dễ làm cho gia đình bất hòa? Có một câu chuyện kể về một cô gái cá tính tên là Linh. Thời đại học, Linh là một cô gái mạnh mẽ và tháo vát nhất trong nhóm bạn. Từ ngày cả nhóm vừa mới bước chân vào giảng đường đại học, Linh đã tỏ ra có sở trường chỉ huy và làm người lãnh đạo. Bất kể việc to hay việc nhỏ, việc lớn hay việc bé, từ làm thuyết trình báo cáo cho đến đi đâu, ăn gì, mỗi khi cả nhóm tụ tập, cô nàng đều chủ động quyết định thay mọi người. Thậm chí ngay cả việc các thành viên trong nhóm kết bạn với ai hay không nên kết bạn với ai, Linh đều đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục. Cũng chính vì vậy, mọi người luôn tin tưởng và nghe theo mọi sự sắp đặt của cô bạn trường nhóm này. Với cá tính ấy, Linh luôn luôn là người đứng đầu trong tất cả các hoạt động. Cứ như vậy cho tới khi cô kết hôn và xuất hiện khắc tinh, khắc chế được tính khí của cô nàng. Chồng của Linh không phải là mẫu đàn ông gia trưởng, nhưng anh ta kiên quyết và dứt khoát. Dù yêu thương vợ nhất mực, anh vẫn tìm cách góp ý để giúp Linh thay đổi. Một người luôn mong vợ hiền thục nhu mì, một người lại đòi hỏi chồng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy mà gia đình luôn tranh cãi bất hòa. Kết hôn chẳng bao lâu, cả hai không thể dung hòa được, nên đôi bên quyết định mỗi người một ngả. Nhiều người đàn ông hiện đại cho rằng phụ nữ ngoan hiền, nhạt như nước ốc. Lại có người nói vợ đanh đá giống như mâm cơm có thêm bát mắm ớt. Như vậy mới tạo nên hương vị đậm đà. Nhưng câu chuyện của Linh chẳng phải nhắc nhở các đấng lang quân rằng dẫu bạn từng cho rằng đanh đá chanh chua cũng đáng yêu thế nào, thì khi đã chung sống dưới một mái nhà, tổ ấm của bạn vẫn cần lắm một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng. Theo văn hóa phương Đông, phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước là đại diện cho tài lộc. Vậy nên phụ nữ trời sinh đã mang tài mệnh. Có một câu cổ ngữ rằng thành gia lập nghiệp, nghĩa là nam giới cần xây dựng gia đình mới có thể thành công trong sự nghiệp. Xét về một khía cạnh nào đó, việc lập gia đình có ảnh hưởng tới cuộc đời hơn cả việc lập nghiệp. Bởi vì đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có sự hy sinh của một người phụ nữ. Vậy tại sao phụ nữ cần phải dịu dàng như nước? Một, bởi nước luôn chảy về chỗ thấp. Nước chảy về chỗ thấp cũng giống như người phụ nữ trong gia đình sẵn sàng hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Những người phụ nữ mạnh mẽ cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời,
thực ra lại đánh mất đi bản chất của nước. Phụ nữ tranh giành vị thế với nam giới, khiến người đàn ông không còn không gian. Nhưng sâu thẳm trong tâm, người phụ nữ vẫn mong rằng chồng mình phải là một trang nam tử. Mâu thuẫn này của người phụ nữ sẽ dễ dàng dẫn tới ly hôn. Dù có tiền của cũng không thể bình an hưởng thụ. 2. Bởi nước nhu hòa vĩnh viễn không bị tổn thương. Nước có bản tính nhu, dòng nước gặp chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn không bị tổn thương. Đối diện với người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương. Người phụ nữ dịu dàng nhu mì thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Vì vậy mà người phụ nữ dịu dàng như nước vĩnh viễn là người đứng đầu. Người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình căng thẳng, bản thân họ cũng sẽ là người chịu nhiều tổn thương. Nhiều người phụ nữ hiện đại luôn tự hào rằng chồng mình rất ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng liệu người chồng có thể chiều ý vợ cả đời được không? Có người chồng nào muốn nhắm mắt để vợ chỉ đạo cả đời? Chỉ khi người vợ làm tròn thiên chức của người phụ nữ thì người đàn ông mới toàn tâm, toàn ý với cô suốt cuộc đời. 3. Bởi nước có thể làm dịu vạn vật. Nước biết nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng đều nhờ vào nước. Người phụ nữ dịu dàng như nước luôn tìm thấy điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy, mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được. Đôi khi sự ân cần, chăm sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có sức mạnh lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao siêu hay tiền bạc, của cải. Gia đình là tế bào của xã hội và người phụ nữ chính là phong thủy giữ cho gia đình đó được trong ấm ngoài êm. Bởi vậy, một gia đình êm ấm cần cả người vợ và người chồng làm tròn thiên chức của mình. Người phụ nữ cần dịu dàng như nước chảy qua khe, người đàn ông cần rộng rãi như biển cả, sông dài.